Giờ chị coi Miss Universe chị coi trên TV ha. Còn em đang kêu chị coi máy tính nha. Chị nghe ngược vậy má, coi em ta mới coi trên TV, còn coi cái kia coi ở dưới laptop được rồi. Đúng rồi nè, nè. Làm gì không có, người ta mua sắm trực tiếp đó. Ủa lộn, trực tiếp nè, Bright Together ủng hộ cộng đồng đi. Trời, thường cục sạc của ta đâu. Miss International không chí. Giờ mình biết top 3 nè. Chị biết Thảo Nhi Lê, Thùy Tiên hả? Thủy Tiên với Ngọc Châu. Hello mọi người. Ủa rồi hai bên luôn, rối quá. Trời ơi, bận rộn rối quá vậy trời. Xin chào tất cả mọi người. Hiện tại Minh Tú đang mới đi làm về, không có đi xin xin nhãn hàng cho đi về sớm đó để coi chân đài nè. Hồi nãy đi ngang qua quận 7 mà không có được vô. Cái gì vậy đó đó. Về nhà livestream này coi nhà cho nó rõ. Mời mọi người coi livestream chung đi. Vô vô bên đây vô. Thôi mình đi. Trời gói quá này trời. Tự nhiên tới cái khúc này bận gọn đồ dữ quá à. Hảo ơi, đứng nghe nè. Ta lên nhạc không ngồi. Hảo. Dạ. Chưa, bên đây là gì vậy? Ngồi bên đây đi. Lên đi. Bên đây kệ đi, bên đây tắt tiếng đi. Hảo ơi, lại bàn thờ lấy dĩa măng cục tao mới cúng đi. Cho ta ăn lấy lọc. Lấy lọc đồ đó. Đang theo thí liệu tâm kinh đó nha mọi người, coi. Đó. Coi chân đài nè mọi người. Quá hậu quá, quá hậu quá hả? Chắc vậy quá. Đúng rồi. Rồi để xuống đi. Mọi người đang có hai chương trình cùng một lúc rồi. Mình coi cả hai đây mà ủng hộ hết nha. Đẹp quá ha. Đẹp không? Thiệt đẹp theo. Trời, cái anh đó cái mũi kìa. Chuyện này kỳ quá à. Wow. Ủa sao nó không có nét không? Ê, kêu Hữu Nhất Thảo gì vậy? Có ban ngắm quay không? Đó. Vui á, câu hậu mà buồn quá vậy. Là không được đi thi, năm sau thì cho tiền giải phẫu thì đi thi. Kìa, bị lao chị kìa. Bị lao kìa. Dưới đây cũng ta cũng ra luôn nè. Bên đây có ai vậy? Áo đen lại à? Cá trưu nè. Ây, trời, dễ thương bộ. Quá xinh luôn. Xinh mà. Nhìn mặt mút bê dở quá à. Sắp tới em tôi cho trời. Trời ơi, bánh đu của mình kìa. Không? Áo này cũng đẹp nha. Tới Hữu Nhất Thảo tới kìa. Ê, bới tóc lên này kìa. Hảo ơi, chú ý mẹ dũng Hảo. Bới tóc lên nè. Đúng là hoa hậu ha. Thần thái rồi. Tóc rồi. Bay bỏng rồi, cái nét rồi. Và không được khẳng định bởi những lời của người. Trời ơi. Bạn nguyện đẹp nè. Mina Woman phải ăn nha mọi người. Mina Woman mà không ăn cũng được. Có nước tương không dạ? Chế hả? Xin mời mọi người. Lâu quá à. Bên này cũng quảng cáo. Chúng tôi tin rằng dù bạn là ai đến. Thấy như lê kìa. Này ai đây? Hôm nay hoa hậu là sẽ một người không ai đoán được. Là kết quả của top 16 thí sinh Nam Em. Và thưa quý vị,
Quỳ Thủy Tiên, Ngọc Châu Hương Nhi, Thảo Nhi Lê, Hoàng Phương, Như Trần, Thanh Khoa, cái bạn gì nữa? Bùi Bình Qua. Cái bạn gì nữa? Mỹ Quỳnh hả? One step closer to the ground. Xin được công bố thí sinh đầu tiên top 16 Hoa Hoàng Vũ Việt Nam 2022. Xin được chúc mừng Bùi Quỳnh Hoa. Và thí sinh tiếp theo ghi tên mình vào top 16 của Hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2022. Xin được chúc mừng thí sinh. À, bộ của anh này đẹp nha. Nguyễn Thị Thanh Khoa. Thanh Khoa. Chưa cậu là tiếp hành. Cô gái tiếp theo ghi con bé thì vô rồi. Con của chúng ta. Con bé là thí sinh số bao xanh 3 1 4 Nguyễn Thị Ngọc Châu. À, hay chưa. Nguyễn Thị Hương Ly số bao danh 3 4 3. Mẹ thương ơi. Chăn châu ái bào, chăn châu là khổ. Xin chúc mừng thí sinh tiếp theo trong danh sách top 16. Sao nhiều quá. À, còn Bảo Ngọc nữa. Thủy Tiên. Thủy Tiên, Bảo Ngọc nữa. À, Thủy Tiên đẹp nha. Hơi nhỏ, không mấy chị mà đẹp. Xin chúc mừng thí sinh Mai Sô Bà Danh 3 1 năm Bùi Lý Thiên Hương. Ừ đúng rồi, nãy chị nói bạn này nè. Mà không nhớ tên. Thế chừng nào em tao diễn kêu nha. Trời, mình coi cái kia. Số ba danh tiếp theo trong top 16 đó là Bảo Ngọc 606 Vũ Thúy Quỳnh. Nói luôn, chị nói Thúy Quỳnh nè. Con bé là thiên sinh người như ở đâu á, người dân tộc phía đâu á. Và thưa quý vị, thí sinh tiếp theo có mặt trong top 16 Như Trần, Bảo Ngọc. Xin chúc mừng thí sinh Phan Ngân, Thảo Nhi Lê. Lê Thảo Nhi số danh 311. 3 2 8 Trần Tuyết Đường. Yeah. Má này bé ơi, nó giúp cho mình tăng tốc như sao. Quý vị. Đâu rồi, thôi. Nhưng mà sao nó xẹp dữ vậy? Của Hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2022. Tấm hơi xẹp đâu. Xin chúc mừng thí sinh có tên. Mấy người? Ngô Bảo Ngọc. Ngọc số danh 113. 113, tao không dám thổi nha. Ngọc số em đi. Và bây giờ xin được chào đón thí sinh tiếp theo trong top 16, đó chính là Lê Hoàng Phương số mặt danh 316. Và tiếp theo xin được chúc mừng thí sinh Nam Anh Tiền Giang. Xin được gọi số danh tiếp theo 202 Đặng Thu Huyền. Thôi còn mấy người nữa? Còn 2-3 cái nữa thôi hả? Thưa quý vị, chỉ còn 3 cô gái nữa là chúng ta biết được top 16 của Hậu Hồng của Việt Nam 2022. Và xin được chúc mừng thí sinh Nguyễn Thị Lệ Nam. Số danh 337. Và cái tên áp chót. Áp chót trong top 16. Sống quay qua đây vậy trời. Nguyễn Thị Quỳnh số 3 danh. À Quỳnh nữa, nãy Nguyễn Quỳnh. Quỳnh ok, nãy mình quên nữa. Nhiều khi tối nay Nguyễn Quỳnh đọc giải. Và chủ đề của chúng ta do ban tổ chức yêu cầu. Và các bạn sẽ trình bày song ngữ Anh Việt và tiếng Việt. Là hai cái luôn hả? Vừa tiếng Việt tiếng Anh nha. Là nói tiếng Anh xong rồi nói tiếng Việt. Hay là vừa đang nói tiếng Anh nói tiếng Việt chung chứ. Xin chào. Tôi từng có những trải nghiệm trong tư tưởng trọng nam khinh nữ. Giọng người Hà Nội hay quá ha. Giữa việc sống cuộc đời mà mình mong muốn hay sống một cuộc đời mà gia đình mong muốn. Nếu các bạn biết điều mà mình muốn, liệu các bạn có dám phấn đấu hết sức mình để đạt được điều mình mong muốn hay không? Ê thôi bye bye mọi người, không coi đây được nữa nha. Em với em chuẩn bị ra. Trời ơi. Cũng
Đây mọi người, đây bên đây An Viễn nhà hỏi nè. Trời ơi, Đồng Tháp đẹp ha, đẹp gái. Cambodia. Nó nữ tính chứ bộ, nhìn nó rất là nữ luôn á. Dáng không có cao nhưng mà tại vì cái tỷ lệ người á làm cho nó thon và nhìn nó hấp dẫn. Ê, Colombia hả? Dạ. Hôm nay đẹp quá vậy? Ờ, hôm nay đẹp ha. Cái làm sao tôi bay tới đây bay im lặng quá vậy? Coi này đi rồi hồi quay về kia. Ờ, Pháp, đúng rồi. Đẹp nha. Trời ơi, Pháp đẹp quá. Son đỏ đẹp quá. Da trắng nữa. Sáng nữa. Pháp top 5 nha. Giờ người thấy top 5 rồi á. Đẹp quá. Không mà đi hôm nay hơi khó đi hả? Hôm bữa đi đẹp hơn. Trời ơi. Đẹp quá. Ôi về cái tóc. Cái tóc kia mất cái mặt quá trời rồi. Khó khăn nhất. Lúc mà tôi cảm thấy bất lực nhất. Và không thể trò chuyện cùng với ai. Nhẹ nhàng quá ha. Tóc, make up, ổn nha. Và cứu tôi. Và cho tôi một nguồn sức mạnh. Và thay đổi cuộc đời tôi. Sắc đã cho tôi kiến thức, cho tôi sức mạnh, cho tôi niềm tin. Và cho tôi những tầm nhìn mới, những cơ hội mới trong cuộc sống. Sắc là một nguồn sức hạn, nguồn sức mạnh vô biên. Và hãy luôn tìm kiếm kiến thức trong tất cả những gì bạn làm. Thôi. Và trong tất cả những gì. Nên tảng nha. Về gì thì tảng. Ai vậy? Korea. Ồ, oh, Korea xin mẹ. Thôi tôi đợi em tao ra nè, trời ơi. Tên lan tả năng đoạn hết rồi. Ăn rồi nha trời. Chết cha, cái gió hại chị tao quá vậy. Đang bị tủi mũi nè. Ê, mặt bạn này giống Phương Khánh không? Na ná cái nét. Mặt bạn này giống tao nè. Cái ngữ của tao đó. Mọi người coi giùm nha. Coi đi mọi người ơi. Coi cùng nhau bàn luận. Á, trời ơi. Đẹp quá ha. Tóc quá chị tóc à. Trời, coi đi cái hông kìa. Ấy chết cha. Chết rồi, xúc dày rồi. Xúc chưa? Xúc rồi. Đó, cái dây xúc rồi, lệch cái dây qua bên rồi. Có rồi. Đó, cái dây kìa, nó đứt rồi. Trời, giỏi chưa? Vẫn cười nha. Quá giỏi. Xúc này. Mọi người thông cảm nha, hôm nay tôi từ sáng giờ tôi đi làm, rồi tôi sổ mũi. Tôi sốt nữa, cảm nên năng lượng tôi nó vậy. Trong lòng tôi rất là hứng khởi nhưng mà tôi la nữa là tôi mệt lắm. Đẹp quá. Ai biết? Ồ, trời thấy thương quá à. Có một cái đầm mà trời. Trời, dễ thương quá à. Thấy chưa, chị nói đi theo gì đam mê. Chứ có chứ con cái đàm duy nhất rồi, trời sao chị không nói em. Ta mà thí sinh bên đó tao cho mượn đàm đi, nhưng mà sao vừa ta đâu có tiền đâu em. Trời ơi, đàm đẹp hổ, đàm đẹp, nhưng mà đàm mềm. Bận vô đi nhìn nó mềm mại á. Nó hiểu không? Thấy em gì vậy? Tụi. Kìa em chị đang ra rồi. Đó. Em chị đang đi ra đó. Mà em chị mang đôi giày cao lắm nha.
Trời ơi, đẹp quá. Hay quá trời ơi. Cái giày cao quá, từ từ thôi em ơi. Trời ơi, đẹp quá. Chân sơn dù dù luôn rồi kìa. Đúng không? Đúng rồi, cứ nhẹ nhàng, thứ tha vậy thôi. Đừng có làm lố, xương xương thôi. Trời ơi. Đẹp quá. Ủa sao ba máy quay này chưa xong rồi cắt cái máy quay của người ta rồi trời. Chưa xong luôn á, con quay phim này. Ba tụi bay giống như ba cái con. Ngồi tới đây chị quay cho. Dễ ơi. Đó nè. Một bên đi cùng nhau, em ngồi em lúc nào cũng ngược người còn lại hết vậy. Rồi đó. Trời ơi, coi Hoa Hậu trời ơi, dễ thương. Ba nó dễ thương, dễ sợ luôn. Coi Hoa Hậu dễ thương chứ. Bây giờ, lần này là mấy giờ không biết. Ôi trời. Chết cha rồi. How are you? Where are you from? Can you introduce yourself? Và các bạn là dành cho cộng đồng trên phim. Và thưa quý vị, ngay bây giờ, trên sân khấu, sẽ là ca khúc How are you feeling tonight? Are you having a great evening? Với sự thể hiện của ca sĩ Hồ Ngọc Hà, cùng với bộ đoàn Hoàng Không, và chúng ta sẽ được theo dõi vẻ đẹp của các thí sinh trong phần trình diễn áo xanh. Tụi giờ có nào? À, chị quất luôn nè. Chị quất lên đầu băng. Sao em biết? Hôm qua em có coi cái clip chị tập. Đó, chưa? Đó, chị... Đẹp quá hả? Thấy chị biết hát. Chị mát thôi, được rồi. Không, chị lại em. Tới bikini nè. Này vô luôn. Trời ơi, bên này cũng vô luôn. Rồi chị sống sao đây trời. Ê, bên này kêu top rồi mấy đứa ơi. Xin lỗi mấy đứa nha. Ê, bé Thủy Tiên đẹp nha. Đúng. Mong giám khảo. Trời ơi, sao tự nhiên đánh cái tà bột mạnh quá nhở? Nhẹ thôi. Nhạc sung quá, cái xong đi bị... bị nhẹ nhàng thôi. Đúng rồi. Việt Nam! Công nhận mà em suy nghĩ lời tôi ghê. Ôi đẹp quá à. My favorite color is white. As you know, white light is there. Bây giờ ai nè? Thảo Nhi Lê nè, Ngọc Châu nè, Hương Ly nè, Như Trần nè, Thủy Tiên nè, là mấy rồi? Hoàng Phương nè, Hoàng Phương, Hương Ly, Ngọc Châu, Thảo Nhi Lê, Thủy Tiên, Lệ Nam, Như Trần, là 7 rồi. Hoàng Phương chưa? Thanh Khoa. Thanh Khoa. Không, sẽ có một cái bạn hồi nãy mình khen ngoài Bắc. Điện Biên đúng không? Các bạn Điện Biên đúng không? Không, các bạn. Cho cô tàu con. Ngọc, Bảo Ngọc không biết vô được top 10. Mời thí sinh sẽ bước tiếp vào vòng trong. Xin chúc mừng top 10 hôm. Ủa, ở trên chiếu gì vậy? Không, không, ở trên Lan Ly rồi. Hồi hộp quá. Xin được chúc mừng số báo danh đầu tiên ghi danh vào top 10 cuộc thi Hoa Hoàn Vũ Việt Nam 2022. Xin được gọi tên Huỳnh Phan Thủy Tiên, số báo danh 2. À, còn Quỳnh Hoa nữa nha, nãy mình chưa đón Quỳnh Hoa.
Chúng ta đã đến với phần công bố. Chung gì? Thôi cái dưới người ta đang tập trung coi đây mà. Hiểu không? Lên nó tranh chấp. Khi cô trả lời cho câu hỏi rằng thử thách lớn nhất trong cuộc đời của bạn là gì? Thì đó là khi thì con bé này nó mặc mặt nó xinh, má đông, và tiên nghĩ ngọt ngào. Khi chúng ta nhìn vào bất kỳ vấn đề nào của cuộc sống qua một lăng kính tích cực, còn có việc là có nhìn tay không mà mới cấp được được hết. Chết cha mấy người trời, như tròn tội nghiệp vậy cha. Nam Anh Bảo Ngọc chưa vô luôn hả? Hồi hộp nhờ. Chúng ta sẽ còn hai vị trí nữa trong top 10. Và vị trí tiếp theo khó à. Thuộc về thí sinh có số báo danh 113 Ngô Bảo Ngọc. Rồi vậy còn Lệ Nam với Như Trần. Lệ Nam vô à. Bùi Quỳnh Hoa. Trời ơi, Lệ Nam ao luôn. Rồi bye bye em Nhân Nhân. Sorry em nha. Em đẹp nhưng mà tại vì em chị nó hôm nay ngại với em chị. Em coi lại được chứ em chị coi lại mất cảm xúc. À. Swimsuit. Swimsuit nha. Trời ơi. Ồ, người nù thiệt luôn á. Cộng tóc xù. Nào cái nét này của ai? Cái nét chị. Cái nét chị chứ ngoài kìa, nét đi chậm nữa kìa. Trời đó. Trời biết sao còn tóc bị xù rồi, nó sống bóng. Dính. Trời ơi, dính lá. Ủa sao khúc này không có tự nhiên vậy? Không tự tin hả? Thì nói nghe cái này diễn cho vui thôi chứ người ta có hết trơn. Có kết quả bữa giờ. Nay chỉ chọn cái ba rồi nhỉ? Đúng rồi, đúng rồi. Em tính đi chỗ ổn không ta? Đi mà cái lớp gì xuống mẹ. Top 11 hả? Còn lớn biết à. Dạ. Cái bi rùa á chạy từ đâu vậy trời? Không phải trái châu thì chạy lên, trái châu thì chạy lên chạy xuống từ. Ủa trái châu chạy lên đúng rồi là hồi chúng. Này chắc đồ bikini này của chương trình đưa nè. Không biết em tôi có biết đón camera không trời. Ê kìa tới dạ hội rồi kìa. Dưới hát. Ai vậy? Là lá. Lào. Đâu phải Lào. Có không? Không phải. Chứ ai? India vậy. À India. Philippines. Đổi giày rồi đó. Chị với nó mặc. Bé này xinh thật. Trời ơi, trả lời đi. Trả lời với cái cú hất tóc đi. Trời ơi, trả lời đi nha. Thái Lan. Ủa, Việt Nam ngày cuối hả? Việt Nam ngày cuối chị. Xinh quá không? Ta xếp thì là fan B hả chị? Trời ơi. Sao mới che vết bầm gì vậy ta? Có nhiều khi không thấy á, không thấy không biết á, đi tự tin ha. Ok, ồ bên nè, hồi hộp quá à. Trời ơi, trời ơi, là cái bồng kè đá luôn nha chị, cũng đá mắt luôn nha. Cái bồng kè đó chị kè cái bồng không, cái bồng không, cái bồng đó. Vũ điệu Samba quá. Ê, chương trình này á, lựa nhạc không có đã. Nhạc nó có bị đều. Kệ em tôi ra kệ bà ơi. Đợi chưa? Kệ, đợi nha, đang đợi. Ừ, quay người. Nhìn là biết. Đóng máy rồi đó, nói đi.
nói gì đi kêu. Khoan quay qua nha bé ơi. Con mình hả? Cái chân nó sưng hết tội nghiệp quá ha. Hai cái bơ mắt cá. Ôi. Sao kêu? Ôi. Cái kiểu đánh hông đó sao vậy ta? Ông cái ông quay phim này, ông cứ mình chưa có hết là ông đã bắt lên rồi. Tối nay top 3 lần thôi à? Đẻ không? Đẻ. Đâu, top 3 lấy chồng. Đâu, hôm bữa thì Tiên với lại... Thôi, biết dùm nói. Biết gì đâu. Khùng nó điên. Nói rồi. Điếu ngoan. Xin được chào đón Minh Phạm Thủy Tiên, số báo danh 245. Cô tới từ Đồng Tháp và hiện nay Thủy Tiên đang là một nhân viên... Rồi, Đồng Tháp cũng được đi. Một năm dành cho đồng bằng sông Cửu Long đi. Mặt nó sáng ghê, nó sang á, em hiểu không? À, bận lại cái bé giấm hả? Tốt ruột, tóc này lâu quá. Tóc ruột lắm luôn á. Miss anh xin nào quên hả? Đang bới tóc đi đội vô miệng rồi đó bà. Đợi tới bà ơi. Khổ ghê. Ồ, lẹ chị ngủ mai chị đi sân bay đó. Vườn hoa cũng tươi nha. Ấy Việt Nam á, ui. Tấp mấy? Tấp 5. Hồi hộp quá à. Thôi đừng có 7 nữa, 5 đi trời. Ôi Thái Lan đang công bố tấp 5 MU luôn rồi kìa. Sao vậy trời? Sao gói dữ vậy trời? Đang công bố top 5 MU luôn rồi. Chết rồi, chị gói quá mấy đứa. Rồi, bữa kìa, Thủy Tiên vô top 5. Thái Lan vô, hai đứa để hai cái tóc y chang. Trời ơi. Tóc lại tóc y chang vậy luôn. Mới luôn. Trời ơi, Việt Nam. Hôm nay là tiêu tóc lưới nha. Colombia. Colombia, ở dưới là ai đây? Ủa, top 5 Thảo Nhi Lê, Hương Ly, Hoàng Phương. Ngọc Châu ao hả trời? Philippines rồi. Việt Nam ơi. Bên đây ai đi trời. Rồi Ngọc Châu vô, Thanh Khoa ao. Ao hết luôn. Còn 5 người: Ngọc Châu, Hương Ly, Thảo Nhi Lê. Với ai nữa? Thùy Tiên, Hoàng Phương. Thủy Tiên. Việt Nam. Việt Nam. Trời ơi, top 5 rồi sao nó phỏng vấn hả? Ồ, vô top 3 hả? Phỏng vấn top 3, sao phỏng vấn rồi nhiều hơn? Hồi hộp quá à. Thì giám khảo bà Võ Thị Xuân Trang. Rồi, bà Võ Thị Xuân Trang là giống Khánh Dân cũng được cô Xuân Trang. Chào Ngọc Châu. Cô chúc cho em hoàn thành tốt câu trả lời của mình. Câu hỏi của em là ngày càng nhiều trẻ em thể hiện tiếng nói mạnh mẽ cho các vấn đề về môi trường và biến đổi khí hậu. Bạn có nghĩ rằng điều này không nên dành cho trẻ em mà phải là người lớn không? There are many, many more children, young people with stronger voice in environmental pollution and climate change matters. Do you think this is only for adults? Ủa sao ổng nói tiếng Anh tiếng Châu chi vậy? Châu nói người Việt mà. Ừ thì lúc ổng nói không nên nhìn xuống dưới chứ ta. Và 90 giây của bạn bắt đầu. Môi trường đang là một cái vấn đề rất là nhức nhối ngày nay và được sự quan tâm rất là nhiều. Chính vì vậy mà em nghĩ là khi mà trẻ em có được cái ý thức về việc bảo vệ môi trường, đó chứng tỏ là xã hội của chúng ta ngày càng phát triển, thì người lớn chúng ta cần phải có ý thức nhiều hơn nữa, bởi vì chúng ta cần phải hành động nhiều hơn cho thế hệ mai sau. Environment problem is a big problem in the world.
that we have to care too much. If a child has awareness to protect the environment, it means the adult, we should do more than that, because we have to do action right now to protect our planet. Thank you. Thank you. Congratulations. Bé ơi, chào tập. Xin mời giám khảo Vũ Thu Phương. Việt Nam mình có nha. Thầy nói tiếng Anh luôn. Việt Nam chúng ta tiếng Việt. Now question number 4. What are the most important things we should be teaching younger generation today? Once again, what are the most important things we should teach younger generation today? I think the more important thing teaching the young generation is they have to love themselves, because if you love themselves, you can do everything you want. Even you are transgender, LGBT community, you will be strong, work harder to raise your voice and your community. Thank you. Thank you, Vietnam. Giờ mình biết top 3 nè. Chị biết Thảo Nhi Lê, Thùy Tiên hả? Thủy Tiên với Ngọc Châu. Ê, lẹ lên. Quá trời hồi hộp rồi trời ơi. Người ta thi, người ta tưởng con đâu thi. Việt Nam. Chết rồi, chỉ còn Việt Nam với Thái Lan vậy trời. Top 3 à. Chết rồi. Việt Nam á, thôi Việt Nam. Ladies and gentlemen, only one spot left in the top three, and the last spot goes to France. Khi nào bỏ tay? Ladies and gentlemen, your top three finalists for Miss International Queen 2022. Rồi Thái Lan với Việt Nam lắm. Another round of applause to the rest of the ladies on the stage. You are forever our winners. You are amazing. Thank you. Thank you. Việt Nam với Thái Lan ao luôn. And now, ladies and gentlemen. Hồi hộp quá mình chưa. Cảm thấy nhẹ không? Nhẹ không? Giờ đóng rồi nè. Chị nghĩ người nắm tay phải là có Thủy Tiên. Á Hậu 2 là một trong hai người còn lại. Thảo Nhi Lê. Thảo Nhi Lê hoặc là Ngọc Châu, nhưng mà Thảo Nhi Lê. Hai bốn năm mỗi ba thì thấy chưa? Ồ. Ngọc Châu, Hậu. Năm sau 29 rồi sao thi? Thảo Nhi. Bé này đang Á Hậu 2 mà. Chín tư. Rất khó. Chúng ta sẽ cùng công bố với nhau nhé. 1 2 3. Nguyễn Thị Ngọc Châu. Hay chưa? Thôi nhưng mà hai chị người nào cũng đi chiêu mẫu quốc tế. Hai chị nào cũng đi quốc tế nha. Thấy chưa? Cô Xuân Trang đó, tôi nói rồi. Cô Xuân Trang hỏi là hoa hậu, để ý đi. Thấy chưa, ngày xưa tao 28 tuổi tao đi thi đi, mày không có cho, mày kêu già rồi. Mày lúc đó mày kêu, hồi xưa tao đi thi là được rồi, mày không có chịu. Đó là người ta chưa có cho 28 tuổi, lúc ta 27 tuổi là bà chắc rồi. Lúc năm 2018-19 đó, là tao 28 tuổi. Là mày cho tao đi thi đi. Mày không biết cho. Giờ người ta 28 tuổi nhưng có thể chinh phục ước mơ. Mày cản tao, mày nói không được. 28 tuổi đi thi, tao cười. Đó là người ta 28 tuổi, tao chắc còn nên tao lên tới 29 tuổi rồi. 29 tuổi hả? Ừ. Nó kêu tao, lúc đó tao kêu ê Hảo đi thi nha. Nó thôi 28 tuổi rồi, tao không có cho thi. Đi thi vô đó là làm cỏ làm mây rồi đó. Nói chung là chị nói rồi, đừng có lấy chồng. Lấy chồng là
phải kết hôn là điều để đi thi hoa hậu là không có được. Đúng rồi. Bye bye mọi người nha, đi ngủ nha. Ấy lộn, đi soạn hành lý, mai đi thôi. Ấy lộn, đi ăn mình thôi. Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã dành thời gian để xem vlog này cùng với Minh Tú. Cũng rất là có một sự tiếc nuối khi mà Trân Đài dừng lại ở top 6. Nhưng mà Minh Tú cảm thấy là những gì Trân Đài cố gắng cũng như là vượt qua những cái khả năng của mình, vượt lên chính mình để đến gần hơn với ước mơ cuối cùng của mình. Thì ước mơ cuối cùng ở cái tuổi thanh xuân trong cuộc thi hoa hậu này thì Trân Đài ơi, đừng có buồn nha, cố gắng lên, sẽ còn rất là nhiều những ước mơ khác trong cuộc đời mình để mà mình trải nghiệm và sẽ hoàn thành ước mơ. Chị sẽ luôn luôn là người bạn đồng hành cùng với em. Cảm ơn mọi người, bye bye. Cái này nó xài vậy nè, nhưng mà ai tâm tĩnh nó mới làm được, mà ở trong cái khuôn yên á chứ tụi bay tà không à, sao mà tao quân được.